chiều nay người ta thấy trang ý bình chung đời ngủ sáng thôi không nhớ nữa, thì đó là tôi khá đó. Còn quý Phật tử dẫn người ta thì sao? Có người dẫn đến cả đời luôn, nhìn mặt người đó thấy cả đời tôi mấy chục năm, bây giờ tôi trước này mấy chục năm hành trình thì không phải là thời gian ngắn mà cả đời. Có người còn nói rằng đời sau sinh ra cũng không có đổi trời chung với người này nữa thì cũng chẳng đi dành đời này còn muốn mang phước tới đời sau, phải không? Đó mới thấy cái phần của tôi nó khác nhau với người tu đó. Người ta dành bữa nay dành bữa mai là thôi bỏ, gặp nhau cũng xì xòa không có tiếng không có được. Thì như vậy đó là cái tiếng tiếng lá hết sạch thì chưa dám hết sạch, nhưng mà nó chỉ có chút rồi thôi. Còn người chưa biết tu thì cứ chứa chấp lần này rồi khổ ngày này tháng nọ nhiều năm nhiều tháng khổ dồn dập, đó là cái sai lầm. Cho nên biết để chúng ta tập tu là dành cái gì trái ý dành chút rồi bỏ. Nhưng mà dẫn chung nó có hai, dẫn một chút vừa dặn cái la còn vừa hơi dặn mà làm thêm rám điệu thì hai cái đó mới là hay hơn. Nếu dặn liền la thì nó mới có hai cái nghiệp của ý và cái nghiệp của khẩu. Mà cái nghiệp của khẩu thì khiến người ta nhớ hoài, cái nghiệp ý thấy mình hơi tỏ vậy đó, bực mình đó, người ta thấy biết nhưng mà chưa nói lời nào là không có đau, thấy không? Không có nhớ. Còn để la lên nó đã cái nghiệp rồi, cái mới bỏ thì ta nhớ cái câu mình nói lúc dậy đó, ta nhớ hoài, cho nên nó thành cái nghiệp lâu. Vì vậy mà tôi khuyên quý vị tu thì chúng ta khi dặn nó hiện cho ba, một là ý nổi dặn thì thấy cái gương mặt nó hồng hồng lên rồi, phải không? Con mắt đỏ đỏ đó thì đó là biết người đó học ăn rồi đó. Nhưng mà mình đừng nói thì được. Và nếu dạy vậy mà nói thì nói thôi tạm được, nhưng đừng có đánh, phải không? Cái tai cái chân à. Như vậy thì chúng ta nói sai thôi nhất là tai chân kế là miệng, còn sâu kín là ý. À, như vậy thì mình chưa có thể dặn lần được trước dặn cái tay chân, dặn mà không cúi tay cúi chân, không có quơ không có đập thì đó là cũng khá cá rồi, ít có hại, ít gây thương tích cho ai. Rồi cái điều lần thứ hai ấy, dặn thì có dặn mà không dám mở miệng nói, chịu lặng thinh lúc cho nó qua thì đó là cá. Rồi tới cái thứ ba nữa, dành lên chút cho bỏ, không có gì đã. Như vậy thì tập chừng nào mà người ta chửi mình mà mình cứ thản nhiên đi Đức Phật vậy đó, thì chừng đó là thành nơi vô hạn. Mà quý vị thấy người ta chửi mình mà muốn không dành có dễ không? Tại sao khó? Tìm lý do khó thì vậy. Thực ra cái đó ai cũng đang có, nhưng mà tôi thì họ cũng đang có. Thực ra không có gì khó đâu. Khó là tại cái ngã của mình to, phải không? Người thế gian khi giận thì họ chỉ nói khi mà nặng nề nhất là anh là đồ ngu, phải không? Không đó là mình chưa hết nổi rồi, phải không? Mà quý vị thấy ta nói mình đồ ngu rồi mình tại sao? Rồi mình chửi lại họ, mình có ngu không? Mình có hết ngu không? Người ta nói mình ngu, mình chụp chửi ta thì mình ngu thêm gấp nữa, thấy không? Thế bây giờ ta nói mình đồ ngu thì quý vị chỉ cần nói một câu hay thích họ hết nói mà mình cũng hết dạy. Nói anh là đồ ngu, nó phải người xưa nói càng học lại càng dốt,
trong thế gian mình có biết được bao nhiêu, thì mình còn ngu, cái gì chưa biết là còn ngu. Thì ta nói mình ngu phải quá, mình chấp nhận cái mà hai phán mình mới được, thấy không? Còn mình cãi mà mình nói để tỏ mình không thì nó còn cãi với mình. Bây giờ nó phải, bởi vì người xưa nó càng học thấy càng dốt, tôi ngu mình phải, mình quên, thấy không? Như vậy thì người ta không còn dạy mình, mà mình cũng không dạy người ta. Giải quạt cái đó thì không biết, mà giải quạt đó là giải quạt theo người ngu hay theo người trí. Tại sao vậy mà chúng ta không xử sự theo người trí? Người ta nói mình ngu thì phải xử, xử cho nó bằng cách trí chứ. Chứ còn mình xử sự một cách ngu thì thôi, thì hai người càng ngu. Chứ không thấy đâu hết, phải không? Như vậy thì quý vị nghĩ trên thế gian này có cái gì đáng dạy đâu, không có gì đáng dạy hết. Chẳng qua kia họ vượt quá là không nói gì, nó bậy, lời nói không có lựa, không có nghĩ, nó bậy mình chấp lên là bậy mình cút thế, phải không? Họ nói bậy thì mình cười cái mình như vậy thì nói mình ngu nó cũng đành, thì nói về con này con kia mình giận không, cũng hết gì đáng dạy đâu. Con gì cũng được, nó ăn là con heo, nó phải cũng có ăn thịt heo. Mình có ăn thịt heo thì tế bào heo nó vô bệnh rồi, thì có gì đâu mà xấu. Vậy hôm nay cái đó thì không giận nữa, thì tóm lại không có gì đáng dạy, mà tại chúng ta cứ tưởng được chúng ta là trên trời trên mây, cho nên nói tới cái đó là xấu là dục, người khiến cho tất cả cái chấp của mình nó tăng, rồi sanh lên giận hờn tiếng tối. Chứ thiệt ra không có cái lẽ thật, mà chúng ta thấy cảm thấy lẽ thật thì lại càng cười thôi. Nói vậy đó mình xét mình cũng có phần đó, thì có gì đâu phải chối bỏ, phải la lối. Như vậy thì quý vị hay dễ tu không ạ? Mà tu như đó là tu có trí hay là tu ngu? Tu có trí. Như vậy thì che mình ngu, che mình cái này cái nọ mà mình không có ngu trước lại. Còn cái này mình cứ dành để tỏ mình khôn, mình chứa lộn hả? Không hỏi ai khôn. Cả hai người chứa lộn nhau, ai khôn nha. Như vậy nó thấy người tu là bình tĩnh, sáng suốt, đối duyên xuất cảm. Mình làm chủ để tỏ ra rằng không có cái gì quan trọng qua những lời nói sai lầm của họ. Nhận được như vậy rồi thì tỉnh táo, không có gì khó hết. Nhưng mà cái người đời chưa có nổi, nghe người dạy trung, người dạy trung thì xem chuyện này chuyện đó. Cái câu không phải nặng mà đời kiếm nó là thành nặng. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy cái việc tu chúng ta muốn giết cái phiền não, muốn bỏ hết những cái tham sân si thì không phải là chuyện khó đâu, mà chỉ là nhận định chính chắn, biết rõ ràng, không bị lời nói người ta làm cho mình mất hết trí khôn, thì đó là mình sáng suốt. Mà như vậy mình sẽ dẹp được những cái manh mối khổ đau cho mình và cho người ở đây. Cho nên nói rằng bây giờ người ta nói là tu mà hoặc xử chưa bỏ, chẳng những thân và miệng chưa đoạn, chưa đoan chánh, cũng do tâm xỉu khúc, cái tâm này công phải, nó không có ngay thẳng, nó sao nó dùng chuyện vậy. Kiếm sanh từ nơi ý, nên giải trái với chân truyền. Kiếm sanh, kiếm sanh tức là cái chấp tà kiến này, nó sanh từ đến cái ý sai lầm của mình, rồi khiến cho mình hiểu trái với cái lời Phật. Chân truyền là thánh giáo đó, chẳng đi theo thánh giáo, chưa từng học hỏi và phương sư, mình học đi theo kinh điển, mình cũng không vâng theo lời dạy của các bậc phương sư. Căn duyên chẳng phải chỉ quân tập từ đời trước, kiến giải chưa giữ vào hàng sanh tri, mà có khả năng
mưu mà vậy, để dối kẻ ngu bài bác nhân quả ở phước, thuận theo tình thích sanh yêu, nghịch ý bực bội tâm giận, hình trạng của ba họ còn nguyên mà tự xưng địa vị đồng bằng một đồng hàng một khác. Các lỗi đã trình bày ở trước đầu chưa dứt thì chúng này còn trói buộc người pháp đại thừa chưa tu mà dám chê và tiểu học, nói cho sướng mồm một lúc cái quả chê bai đành rằng ba được khổ luôn chịu báo nhiều kiếp, thôi là đáng thương hai nói đến lòng thêm thương xót. Ngài vỡ trách rằng chúng ta tu thì chưa được bao nhiêu mà dám chê hàng tiểu thừa, chê vật này vật nọ, đối với tội đối với phước chúng ta chưa nắm vững, mà vì cái được cái duyên là thông minh cho nên rồi hiểu cách này cách nọ, rồi đem cái lý nhân quả của Phật ra và bài bác của mình. Thì những người như vậy tuy nói là họ thông minh, chứ thực là họ đưa chuốc tội, đưa đi vào đường đau khổ, mà họ không tự biết, họ còn xưng là đồng hàng với Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta tu thì phải biết mình đang ở cái vị trí nào, đừng có lãng sinh. Thế là điều gì? Cứ nói mình tu theo đại thừa, tu theo Bồ Tát hạnh, rồi che tiểu thừa, nhị thừa v.v. Cái đó là cái không tốt. Bây giờ tôi nói ví dụ, mình bây giờ là kẻ dốt đặc, không có chữ nào hết, mà nghe cái anh đó, anh học tiểu học, anh kia học đến trung học, anh mà học tới đại học, rồi cái mình nghe anh đại học chê mấy người trung học nó còn thấp, mấy người tiểu học nó còn thấp, cái mình cũng bắt chước chê, nói anh học tiểu học thấp lắm, anh đi trung học anh cũng mới khác khác rồi ạ, mà hai bạn mình chưa biết chờ thứ. Mình chưa biết chữ mà chê anh tiểu học là dở thấp, anh trung học mới khác khác thôi, đại học thì mới được, mà mình chưa biết tiếng nào thì như vậy nói là phải thì vậy. Đó, tôi như vậy tu, mình chưa có nghe một cái tiểu thừa, mình còn học thù, mà nghe nó tiểu thừa cái mình chê ôm tiểu thừa, ích kỷ tiêu cực đủ thứ hết. Mà trái lại mình chưa có bước nào trên đường đạo hết, thì đó là cái lầm lẫn chúng ta phải cần hiểu. Cho nên ngài mới than rằng ôi thật đáng thương thay, thì cái người như vậy đó nói đến lòng thêm thương xót, thương họ tội nghiệp họ quá. Nhưng mà người đạt tánh đối cảnh càng thêm soi chiếu, bậc quên tâm cùng với điều thiện chẳng có phận lòng, huống chi lỗi lầm sai mấy của ba nghiệp, đâu để trong tâm một điểm trầm. Đây ngài giải thích, nếu người mà đạt tánh tức là thấu suốt được bản tánh rồi thì đối cảnh càng thêm soi thấu thấy rõ, chứ không có cái mơ màng. Còn bậc quên tâm thì không có cái niệm thiện án tốt xấu, đó là quên tâm, thì với điều thiện chẳng có bận lòng, mà điều thiện chẳng bận lòng tức là không có tham làm cái gì cho tốt cho hay để cho ta ghen, muốn đi lỗi làm sai mấy của ba nghiệp, đâu để trong tâm một điểm trầm. Tức là khi mình đã quên cái tốt cái xấu cái dở cái hay cái khen chê, thì giả sử có ai đó thân họ miệng họ làm vậy nó vậy, mình có bận tâm không, mình có hờn có buồn không, đã không thấy tốt xấu, không có nghĩ đến khen chê, thì tất cả cái chuyện gì có thiết hạ làm đâu có dính gì với mình, cho nên không có bận trong lòng chút nào hết. Vì vậy Phật đã soi thấy đạo quyền thì ba họ đã sạch đến nguồn tâm hà
Vì vậy mà họ ăn thấy đạo quyền, tức là cái đạo nhiệm màu của Phật, họ thấy rõ, họ thấu suốt. Mà cái suốt đạo ngọn nhiệm nó rồi thì ba thọ đã sẵn trên một tâm. Ba thọ là khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ, gọi là xả thọ. Khổ, lạc thì xả, không có nhiễm gì trong lòng hết. Mà nếu ba thọ đã sạch ấy, thì họ đã tẩy quế, tạo trừ các bảy chi. Bảy chi là gì quý vị nhớ không? Bảy chi là ba phần ở thân, bốn phần ở miệng. Thân ba là sát sanh, trợn cấp đại dâm. Miệng có bốn là nói dối, nói hung dữ, nói khiêu dễ, nói những cái lời gọi là bây giờ là, chúng ta gọi là ly gián đó, là ly gián. Như vậy thì nếu ai tu hành mà tẩy rửa trong lòng mình được trong sạch thì thân miệng sẽ không còn có những cái lỗi lầm. Đối với loại vô tình thì không phạm hạt bụi chiếc lá, đối với loại hữu thức thì không phiền đến bọ đến sâu, khe sâu chưa đủ trong để sánh với các ngài, phía vai đã đủ sạch để so với các bậc ấy. Ngài nói nếu mà cái người được tâm ý và thanh tịnh rồi thì người đó đối với loại vô tình như là chiếc lá hạt bụi của người ta mình cũng không có cướp, không có lấy. Thì đối với loại có thức thì đến con sâu con bọ mình cũng không có phạm đến. Như vậy thì cái khe sâu chưa đủ để sánh với các ngài rồi tất cả những cái gì tốt gì đẹp cũng không có bị được, như là tuyến sạch cũng không có so được với các bậc ấy. Mến đức như chim tung cánh bay cao, tàu đến tam sao, bỏ án như cá sẽ thâu, lặn sâu tận đáy sông đáy biển. Những cái vị này họ thấy ai có đức trọng, ai có cái đạo cao thì các ngài cung kính quý mến, như là thấy con chim bay trên trời mình mơ ước mình cũng cùng được bay, hay là những trăng như sao trên mây mình cũng muốn được thấy tới như vậy. Rồi các ngài đó sợ tội lỗi như cá sợ câu, là cá mà thấy câu nó biết đó là lưỡi câu nguy hiểm thì nó trốn sẽ chạy, nó lặn xuống đáy nước. Thì các ngài cũng vậy, thấy những cái lỗi lầm không dám động đến, không dám làm đến, như cá sợ câu. Ánh sáng quyền diệu của mặt trời cũng hổ với sự chiếu xa của trí. Thượng giới hẹn của ba cõi duyên tiêu nói rằng dù cho ánh sáng mặt trời là quyền diệu mà cũng phải hổ thẹn với cái trí chiếu soi xa xôi sáng sủa của các ngài. Rồi trên quả thượng giới các quả trời cũng phải hổ thẹn rằng các vị còn kẹt ở trong dục giới và sắc giới, còn cái hạng này các duyên đều tiêu sạch. Cho nên ở quả trời cũng phải hẹn các ngài, mặt trời sáng cũng phải hẹn cùng hộ với cái trí tuệ các ngài. Cảnh trí hợp để động không còn này, động không còn này, định tuệ quân bình để ngang nhau các màu nhiệm. Cảnh trí hợp để động không còn này. Cảnh và trí thường thường chúng ta ở đời luôn luôn cảnh và trí nó không có hợp mà nó lại dính mắc. Thấy cái cảnh đẹp thì tâm mình dính với cái đẹp,
thấy cái cảnh xấu thì tâm mình nó bực với cái xấu, cho nên cảnh và trí nó không có hợp nhau. Còn những cái bậc tu hành này, cảnh và trí nó hợp, rộng không còn đầy, không có cái gì. Cho nên trong nhà thiền được dùng được từ tâm như thì cảnh như, tâm mình là tròn sáng thì cái cảnh cũng tròn sáng. Vì vậy mới nói chút biến qua bạc đâu cảnh khác, trăm trăm hay bạc lộ bạc chân đó, cái nào cũng là cái chân hiện ra chứ không có gì lạ. Định tuệ quá bình đẳng để ngang nhau cái hồn diệt. Thường thường người tu có người nghiêng về định, có người nặng về tuệ. Nghiêng về định là sao? Tức là tu chỉ muốn làm sao tâm được định, tâm được định cho định sâu chừng nào là tu cao chừng ấy, cho nên gọi là nghiêng về định. Có người nặng về tuệ. Nặng về tuệ là sao? Tu cái quán, dùng trí quán, quán các pháp như quyển quán, quán ngoài, quán như vậy thì cái trí nó sáng nhưng mà nó chao đảo, nó rung động chứ nó không có yên tĩnh. Cho nên khéo tu định và tuệ nó vui bình thì đó là cái khéo của người tu. Như vậy thì định và tuệ vui bình thì có thể được những cái hồn diệt mà không thể được nổi. Ruộng dông dầu đổi nhưng tâm vẫn không dời, núi biển bây giờ nhưng trí vẫn không đổi. Mà có thể ở chỗ huyên áo nhưng thành soi chiếu, nguồn tâm sáng sạch tuệ giải vô cùng. Cái chỗ này ngài nói thật là sâu, nói rằng cái người tu mà tâm được quân bình định tuệ rồi thì dầu cho ruộng dâu đổi dời mà tâm các ngài không thay đổi, chúng ta thì sao? Ruộng dâu đổi thì chúng ta sao? Chúng ta là cái gì mà đổi dời đột ngột cái la khóc thì chịu nổi. Còn các ngài nói ruộng dâu giờ có đổi mà tâm không đổi, núi biển có dời nhưng trí không có dời. Dầu cho núi dời, dầu cho biển đổi mà tâm các ngài cũng không có đổi, không có dời. Đó là cái chỗ chân thật. Đến có thể ở chỗ viên áo ngưng thành soi chiếu, tức là ở cái chỗ hồn, ở chỗ tập mà chúng ta vẫn yên định soi sáng, nguồn tâm sáng sạch, cái tâm mình lúc nào cũng trong cũng sáng, tuệ giả vô cùng. Còn trí tuệ thì hiểu biết không có ngàn mé. Quán pháp tánh để được chân như xem lời Phật y theo biểu nghĩa, mình quán lại cái pháp tánh của tự tâm mà mình được nhận ra được cái chân như, rồi xem kinh Phật lời Phật dạy mà mình thấu suốt được cái hiểu nghĩa chỗ nào Phật nói tròn hết, đủ hết cái nghĩa chân thật, chỗ nào nói chưa tròn. Như vậy trong nhất niệm pháp môn nào cũng đủ. Người được như vậy đó thì chỉ trong một niệm pháp môn nào cũng đủ đó, đó không thiếu một pháp. Bằng như người diệu tuệ như bài, tâm không chuẩn biết, giải chẳng hợp lý, hạnh thiếu siêu trần, trái pháp tánh mà thuận phạm tình, bỏ viên nguyên mà chấp quyền biết, thế nên theo thứ lớp vì cơ đối căn mà lập giáo. Ở đây ngài nói ngược lại, cái người mà cái diệu tuệ nó chưa được sáng, cái tâm nó không có vững, cái hiểu nó không hợp lý, cái hạnh nó không có đủ đến cách siêu trần, thì những người đó họ trái với pháp tánh mà thuận theo phàm tình. Thì cái này kiểm lại thì quý vị thấy mình phải dấu không? Trái với pháp tánh mà thuận theo phàm tình. Pháp tánh sao? Phàm tình sao?
Pháp tánh tức là cái tính thật của Pháp, các Pháp. Thí dụ như có nhiều người cứ nói rằng tôi hồi chưa có học đạo thì đối với người thân, anh em, cha mẹ có gì buồn, tôi khổ, tôi buồn. Bây giờ học đạo rồi, đối với anh em, cha mẹ có gì buồn, tôi được chứng minh, không có khổ, không có buồn. Thì như vậy, quý vị thấy sao? Nghĩa là nếu chúng ta thấy được rõ thân thể không thiện, thấy được rõ các pháp là chưa hợp thư giãn, thì đó là chúng ta pháp tánh mà không buồn, không có phiền, không có khổ thì được. Còn nếu chúng ta chưa thấy cái đó mà ai đó trong thân mình buồn thì mình buồn đủ dữ, còn ai là người ngoài mình thôi là buồn khổ kệ họ thì trúc chừng. Cái đó là tình của mình chứ không phải là cái trí, phải không? Cái trí là thấy chung, người thân người sơn mình thấy như nhau, còn cái tình này thì chỉ thấy người thân mà không thấy kẻ sơn. Như vậy mà chúng ta bây giờ đang sống theo tình theo trí, người nào thương nhiều khóc nhiều, phải không? Người nào mình không ưa đó mà họ là bạn nạn mình có khóc không hay cười đó, đó là cái người mình thương thì họ bạn nạn mình khóc cho họ, còn người mình ghét họ bạn nạn thì mình cười. Thì như vậy đó là theo tình theo trí đó, đó là để thấy khi mà biết rồi quý vị tự kiểm tra mình thì thấy mình đang sống theo cái hàng nào đó. Mà theo trí thì nó được an, được hạnh thơi, giải thoát là theo tình sự chìm đó, chứ không có giải quyết cái gì được hết. Bởi vậy cho nên chúng ta phải khéo theo cái chánh pháp Phật dạy, đừng có mắc kẹt ở cái chuyện hơn thua cao thấp của đời. Để kết thúc chương này chỉ nói đến diện mối, còn những chi tiết khác bỏ qua chưa bàn đến. Đường lối tâm môn có cạn có sâu, nay chỉ nói sơ lược về chỉ muốn của nó. Cách học của ba thừa có ảnh hưởng là cho biết được phần vị của nó vậy. Đó. Như vậy thì chúng ta học ở đây học để cho biết rõ ba thừa, nhị thừa tức là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát là ba thừa. Mình học để cho biết chứ không phải học để mà chê tiểu thừa dở, trung thừa dở, chỉ có đại thừa mới hay. Mà đại thừa hay mà mình chưa có đại thừa chút nào hết thì cái hay là hay của Bồ Tát, cái hay của mình đó, mà mình chê thì không tốt. Vì vậy ở đây chúng ta học là để hiểu, hiểu để biết phần vị, người nào tu tới đâu sẽ an ổn tới đó, chứ không phải mình là cái người đã qua hết cái đó rồi. Đó là tôi giảng cái bài này xong. Bây giờ tôi báo tháng tới, tháng tới kỳ sau tôi giảng ngày 30 tháng 10 dương lịch nhằm ngày 22 tháng 9 âm lịch. Như vậy thì tháng này nghỉ hơi lâu trước để tất cả quý vị khác